cho em đọc giùm em số điện thoại của mình đang trên theo nha chị. 0911 643 600 cục sạc chứ cái dây sạc à, không có dây phone. Cài nữa hả chị? Chị coi điện thoại coi có tin nhắn không chị? Xin cái tin nhắn gửi gì? 2638. Chị mình có xài Gmail không chị? Dạ có. Dạ, chị đọc cho em đi, chị đọc cho em. NT NT V Trang 2018 2019 a@gmail.com. Cái N đầu là nó có viết qua không chị? Không, không có viết của mình. Việc gì chị? Công nhân viên. Vậy thu nhập của mình trung bình khoảng bao nhiêu vậy chị? Khoảng 4 triệu. Dạ. Khoảng 4 triệu một tháng. Dạ, 4 triệu.
nửa tháng gì vậy? 9, 6 tháng rồi. Dạ cũng gấp 6 tháng luôn. Mỗi tháng 577. Yeah.